Sáng ngày 23 tháng 9, kết luận phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm tăng cường quản lý, song phải kiến tạo cho sự phát triển, huy động tối đa nguồn lực và khuyến khích sự sáng tạo của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan. Tại phiên họp, chính phủ đã thảo luận sôi nổi cho ý kiến đối với 4 dự án luật, đề nghị xây dựng luật gồm: dự án luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật luật sư sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Các thành viên chính phủ cho rằng việc xây dựng, ban hành các luật nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về các lĩnh vực nêu trên, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, phục vụ công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội thời gian tới. Cho ý kiến cụ thể với từng dự án luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ưu tiên tối đa thời gian công sức trí tuệ tập trung nguồn lực cao nhất trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật bảo đảm chất lượng tiến độ theo yêu cầu